Rồi anh em nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về 6 con mộc dở của mình nha. Mình mới nhập từ Quảng Nam vào, 6 em, chưa đầy 10 ngày anh em nha. Hôm nay là mình đang cho 6 em ấy đang tắm. Đấy, và nó bắt đầu nhảy vào tắm nha. Mới chưa đầy 10 ngày thôi. Đã ra bọng và cũng đã có ra bộ rồi ha. Hy vọng là trong quá trình mình quay như vậy thì các em đấy sẽ sủa giọng và chơi cho anh em xem. Đấy, cái con ngoài cùng là tất cả chim này là chim Quảng Nam anh em nha. Con chim ngoài cùng bên tay phải của mình á, nó đang vào tắm ấy, thì con chim này con chim đầu đàn nè. Con này rất có tố chất ha. Chim đòn dài, giọng dài lắm anh em, yếm đậm nhưng mà mông, gốc mông thì dày nhưng mà